Chương trình Đối thoại tâm linh và Phạm Anh Trâm xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình Đối thoại tâm linh do Hội Từ Bi Phụng Sự chủ trương dưới sự hướng dẫn của Thầy Hành Trường. Trâm giới thiệu quý vị Thầy Hành Trường. Thưa Thầy cũng như thưa quý vị, chương trình hôm nay vẫn là một chương trình bắt đầu bằng chữ mở đầu năm mới. Nhưng mà hôm nay chúng ta thay vì học chữ buông, chúng ta học chữ tự tại. Thì Thầy còn mời Thầy bắt đầu. Và trước khi mà vào chữ tự tại là liên quan đến chữ thìn, thì con xin Thầy ôn lại một chút xíu về chữ giáp, tức là chữ buông. Như thế nào thưa Thầy? Bây giờ mình nhắc lại chữ giáp thì chắc nhiều lắm. Nhưng mà nhắc giáp ngắn thôi thưa Thầy. Thì đó, giáp đó là cái chu kỳ mà mình gọi là 10 con giáp. Giáp ất bình đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý, cái đó gọi là mình gọi là thiên can. Cái thiên can đó là nó chỉ cho mình đó, thiên can chỉ cho con đường mà mình gọi là đi từ cái chữ giáp này cho tới cuối cùng cả đó, nhâm quý. Quý là cái biển, cái nước, cái này là cái chỗ này là nước này. Đi từ cái giáp tức là mộc, cái này là thủy, thủy là nước đó. Đi từ mộc ra hỏa, ra thổ, ra kim, rồi ra thủy. Đó. Thì cái con đường này ấy, là con đường mình gọi là con đường trở về với trời. Trở về với trời hay là thiên mạng. Thiên mạng. Đó. Cho nên đó, là cái chữ giáp đó, là cái chữ đó mà cái cây này mọc lên thì nó phải buông đi những cái gì mà nó ngăn chặn cái sự mà vươn lên của nó. Cho nên chữ giáp này là cái con đường mà mình vươn lên. Mà vươn lên thì tức là mình buông bỏ những cái gì đó mà nó làm cho mình không thể vươn lên được. Bởi thế cho nên là thiên can đó, là năm nay là năm giáp đó, thì mình nên biết cái tính cách để làm sao mình vươn lên, mình trở về lại với cái thiên mạng của mình. Nhưng mà cái địa chi đó, thì nó có 12 là địa chi. Chi tức là cái cành này, nó lan tỏa như vậy, nó cái rễ đó nó mọc, cái cành cây nó mọc, nó mọc ngang, thì nó mọc chiều ngang cho nó không mọc chiều dọc như là bên cái thiên can. Thì cái địa chi này đó thì nó gồm có bắt đầu là tỷ là con chuột cho tới cái hợi là con heo. Thì cái tỷ này đó là tượng trưng cho cái trí tuệ của mình, cái sự hiểu biết của mình. Mà tới con heo đó là tượng trưng cho cái sự về nhà, cái sự an nghỉ của mình. An nghỉ là về nhà rồi, hời là về nhà. Cho nên con heo đó là cái chữ mà nó nằm trong cái chữ gia. Cái chữ gia đó nó viết như vậy nè, trong này là con heo nè. Đây là hình tượng con heo. Con heo nè, nằm trong cái nhà. Cho nên là an nghỉ là cái hình tượng về nhà. Cho nên địa chí đi từ tỷ mà về tới cái chỗ cái trí huệ mình, về chỗ cái an nghỉ. Cho nên thường thường mình gọi là cái chữ hời này là cái chữ của định, đắc định, định lực. Thì cái địa chí đó thì là nói lên cái quan hệ của mình, nó không phải là cái thiên mạng. Thiên can nói con trở về với thiên mạng, còn địa chí đó thì nó là mình gọi là quan hệ với tất cả, quan hệ với những người khác, quan hệ với tất cả là chúng sinh đó, là cách mình quan hệ. Thì cái tỷ thì dụ như tỷ là mình quan hệ bằng cái trí tuệ mình nhiều hơn, mà chỉ hợi là quan hệ bằng cái tình thân của mình để mình giúp cho người ta được an định nhiều hơn, thì dụ như vậy đó. Thành ra cái 12 cái con giáp đó, mình gọi là 12 cái địa chi này đó, là cách mà mình quan hệ với người khác. Còn cái thiên can là cách mình trở về với thiên mạng. Thì một cái đường dọc, một cái đường ngang, rồi cả cái đường xoắn trốn đó thì mình gọi là cái chữ mạng. Chữ mạng thì dụ như mình gọi là mình có cái mạng mạng kim, mạng thổ. Không phải. Cái mạng thí dụ thì cho chị cái mạng phúc đăng họa. Phúc đăng họa năm nay là cái mạng là phúc đăng họa. Hoặc là có cái mạng thí dụ như là để quay thì bây giờ nói ra tùng bách mộc. Thấy không? Cái tùng cái bách, hoặc là cái đó nó có một đám những cái tên, hay là thiên hà thủy, sơn đầu hỏa. Thì cái mạng nó liên quan đến cái thiên can với địa chi như thế nào thưa thầy?
nó cái màng đó nó nối kết hai cái đường lên với cái đường ngang, đường dọc và đường ngang, nó tạo thành ra một cái xoắn tròn để cho mình biết làm sao mình tu. Thì dụ như năm nay chốc nữa mình nếu mà có thời giờ thì mình nói tới cái phúc đăng họa làm sao. Thì nhưng mà đầu tiên cả thì bây giờ đó mình nói tới cái chữ thìn ấy, thìn ở năm đây chị thấy không, 12 có con giáp rồi nhưng mà có cái chữ thìn ở đây. Thìn ấy là cái chữ số 5, tỷ là số 1 mà thìn là số 5 này, hợi là số 12. Thì cái thìn ấy là cái mình gọi là cái con rồng. Con rồng này đó thì nó có con rồng đó, mà nó có con rồng rồng đất, rồng mà của Tây phương là rồng đất, mà con rồng đó mà của Tàu đó là con rồng trời. Con rồng đất thì nó hai cái, nó có bốn cái chân thôi, hai cái chân đầu thì nó nhỏ xíu à, hai cái chân sau thì nó bự, nó không có như con rắn dài nữa, nó chỉ là một cái con mà cái bụng nó thiệt là bự. Đó là con rồng đất, chị biết không? Con rồng đó nó bay, nó khạc lửa được. Thì con rồng này nó có cái dạng như vậy nè, đây cái đầu của nó. Thì cái bụng nó bự thu lù ra, chân nó bự lắm, chân nó bự như vậy, chân này nhỏ đây, rồi cái đuôi nó nhỏ như vậy nè. Đó, đó cái con rồng này đại khái là đây. Con rồng đất là con rồng này, là con rồng mà của bên Âu Châu. Còn con rồng mà Á Châu thì nó dài ra như con rắn vậy đó. Đó. Thì bây giờ đó, nếu mà nói về hình tượng mà của con rồng đó, thì chỉ biết đó là cái hình dạng mà nó dài ngoằng như vậy đó, thì nó giống con gì, con rắn cái gì. Nhưng mà con rắn nằm dưới đất thôi, còn con rồng nằm trên trời bay lên được. Thì cái chuyện đó đó là làm cho mình phải nghĩ tới như thế này này. Con rắn đó là con vật mà nó sát dưới đất, nó tượng trưng cho cái tâm thức mà nằm ở dưới đất. Cái tâm thức đó gọi là phi lý trí, cái tâm thức phi lý trí. Cho nên cái này là đất này, thì cái này gọi là tâm thức phi lý trí. Phi lý trí đó tức là mình gọi là irrational. Đó, nó có phải là cái chữ tiềm thức không thầy? Tiềm thức thì đổi ngược lại với là cái thức mà mình đang hiểu biết, cái ý thức, tức là nằm phía dưới. Yes, yeah. Mình không thấy được. Thường thường đó, mình còn một chữ khác là tiền ý thức. Trước khi ý thức mà nó xảy ra thì là những cái dần dự khó chịu này nó đó là cái phần mà mình gọi không phải lý trí, phi lý trí, mà nó thuộc về cái phần mà nó trước khi mà lý trí nó sinh ra, nó nằm trong cái bộ phận của cái não đó, mà mình gọi là nó reptilian, nó là cái bộ não mà bò sát, chứ không phải là cái não mà neocortex là cái phần trán của mình, mà cái phần não phía sau, phần não phía trong. Phần não đó nó đi với cái brainstem, nó đi với cái não thùy của mình, nó khác với là cái bộ phận mình não phía trước trán. Thế cho nên ví dụ về thế nào là phi lý trí mà thế nào là lý trí, ví dụ. Thì ví dụ bây giờ đó thầy con giận ai một cái chuyện gì đó. Đó, thí dụ con phản ứng ra. Thì cái giận ấy, thì cái giận dữ đó là thuộc về không phải lý trí này. Thì giận mất khôn. Giận thì phi lý trí nên mất khôn, khôn gọi là có lý trí. Đấy. Thì bây giờ đó cái hình ảnh con rắn đó, sang năm mình sẽ biết là chuyện đó, con rắn nằm dưới đất. Thì cái phi lý trí này bây giờ đó nó bay lên trời, nó tự tài tự do vô cùng, đúng không? Thì cái phần đó đó, cái phần mà không phải lý trí nhưng mà nó lên trên cao lên đó đó thì gọi là siêu lý trí. Siêu lý trí. Hay chưa? Thì cái phần đó đó thì gọi là siêu lý trí, để thay vào cái đường ngang đây nè. Rồi. Thì bây giờ trên này ấy, thì mình gọi là cái tâm thức, nó cũng là cái tâm thức. Nhưng mà nó không phải là phi lý trí mà là siêu lý trí. Siêu lý trí. Thì nó không phải là irrational mà nó gọi là transrational, vượt ra ngoài lý trí. Transrational. Đó. Thì con rắn nằm dưới này nè, nhưng mà con rồng thì nó bay lên đây. À, cho nên ấy, nó đều thuộc về cái loài mà nó rất là đặc biệt. Con rồng ấy, là cái thuộc, nó nói tới một cái tâm thức đó, mà nó ra ngoài lý trí, nó bay lên trên cao, nó tự do, tự tại. Đó là cái chữ tự tại là chữ hay nhất. Cho nên con rồng nó không có thiệt ở trong 12 con giáp, nó là một cái vật có thể gọi là bán thần thoại. Bán thần thoại có nghĩa là nó
không có thiệt. Người ta đặt ra. Nhưng mà ta đặt ra đó với một cái tính chất là nó có ý nghĩa. Cái thần thoại là hoàn toàn là huyền, không có thiệt. Nhưng mà cái vấn đề trong lịch sử đó thì có rất nhiều người họ thấy trong mộng, hoặc là họ thấy trong cái lúc họ thiền định hình ảnh con rồng, và nó trở thành đó, nó có hình, có mặt, có mày, nó không còn là một cái thần thoại nữa. Cho nên gọi là bản thần thoại chứ không phải hoàn toàn thần thoại. Thì con rồng đó là một cái biểu tượng của cái sự tự tại. Mình biên xuống cái gì? Biên cái chữ tự tại. Đó là cái chữ tự tại, là cái chữ của con rồng. Cái vùng ở giữa này đó là cái vùng lý trí. Cái vùng ở đây chữ lý trí để cho chắc ăn. Thì mình có cái vùng số 1 này. Cái vùng này là vùng số 2 này. Và cái vùng ở giữa đó thì mình đặt cái vùng ở giữa là vùng số 3 đi. Thì cái phần đó là cái phần mà nó đặc biệt cuối cùng. Thế nên nếu mà mình đánh dấu đó, số 1 là tâm thức lý phi lý trí, số 2 là tâm thức siêu lý trí, số 3 là tâm thức lý trí. Thì con rồng đó nó đại biểu cho cái tâm thức gọi là siêu lý trí, nó ra ngoài lý trí. Và vì vậy cho nên đó, là từ thời cổ đại các vị hoàng đế bên Tàu đó là họ sử dụng cái đó để họ nói rằng cái siêu lý trí là cái mà cao nhất, nó ngự trị cái tâm thức của con người của mình. Cho nên ông hoàng đế giống như thử là cái người phải có cái siêu lý trí, phải là vượt lên cao. Nhưng mà thầy hỏi chị, mấy ông hoàng đế có siêu lý trí không? Không. Đâu có đâu, yeah. Không có. Cho nên đó, là cái hình ảnh của con rồng là hình ảnh mà mình thấy tự tài, tự do, tự tài, siêu lý trí. Nhưng mà mấy ông vua, ông hoàng đế đâu có nào siêu lý trí đâu. Nhưng mà đó là một cái ý nghĩa rất là quan trọng mà người ta muốn đạt tới. Và đó là lý do mà tại sao cả 2-3 ngàn năm nay rồi, 4 ngàn năm nay rồi, là cái hình ảnh con rồng đó, lúc nào cũng ngự trị trong cái văn hóa, và đó nó được người ta tôn thờ nhất là bởi vì nó là cái hình ảnh của siêu lý trí. Ai cũng muốn trở thành con rồng cả, ai cũng muốn thành con rồng cả, là con rồng cháu tiếng, mình cũng muốn như vậy đó. Đó. Thì mình cái yearning, cái mình muốn đó, là mình muốn trở thành lên cái chỗ mà ra ngoài lý trí, chỗ tự tại giải thoát. Thành nên cái tiềm thức của mình, cái ý thức của mình và cái siêu ý thức của mình đó, đều hướng về cái chỗ đó. Nhưng mình không biết làm sao mà nói. Thế nên mình cho một hình ảnh. Thì ông Jung đó, Carl Jung đó, mình gọi là Jungian Psychology đó, cái gọi là cái tâm lý học của ông Jung đó. Thì ông nói đó là một cái biểu tượng rất là quan trọng của con người chúng ta. Tại vì mình không biết mình cái tâm thức con người mình muốn cái gì. Cho nên mình làm ra một cái hình tượng thần thoại và mình tin rằng mình sẽ trở về và thành cái đó. Nhưng mà rất ít người đó thì hiểu cái đó. Và ông vua thì ông mới lấy cái hình dạng đó, ông để đến cửa, ông để đến nhà, ông để đến ngai vàng, ông làm tất cả để mà nói rằng đó là cái ý hướng của mình. Nhưng ông không hiểu cái đó là gì, ông chỉ nghĩ rằng đó là một con vật có cái sức mạnh. Nhưng mà ông có bao giờ thấy không? Chưa. Ông nghĩ như vậy thôi. Có bây giờ ông có người nào mà thấy con rồng đâu? Không, không thấy. Nhưng mình nghĩ rằng, mình tin rằng con rồng là nó có sức mạnh, nó có cái khả năng biến hóa tự tài vô cùng. Thì đó, đâu có ngờ rằng đó là cái biểu hiện của cái siêu lý trí, tức là cái cảnh giới thiền định tối cao. À, nói thưa thầy. Đó. Vậy thì cái, nếu mà cái nói về cái thiền định tối cao thì câu hỏi của con là trong chùa đó, trong chùa của chúng ta đó, hay là trong Phật pháp đó, thì cái hình con rồng đó nó như thế nào thôi, có không và ý nghĩa như thế nào? Thì là cũng như là mọi thường thường đó, trong chùa thì là không, vì là cái chùa đó hay là đúng là cái thiền học đó là mình muốn ra khỏi cái hình ảnh của bất kỳ hình ảnh nào, cho nên trong chùa và như là trong thiền môn đó, mình không lấy bất kỳ một hình ảnh nào cả. Không có theo con rồng, cũng theo con thỏ, cũng theo con chó, không theo gì cả, không có con nào cả. Nhưng mà Hoa Nghiêm thì khác. Đó là Thiền Tông. Kinh Hoa Nghiêm thì nói, ê, con rồng nữa, Thiên Long Bạc Bộ, rồng đi hầu Phật. Rồng đi hầu Phật. Tức là nói rằng đó, cái cảnh giới thiền định đó, cũng thuộc về, cũng phải là đi phụ thuộc cho cái chân tâm thôi. Chứ mình không thể nào là mình nghĩ là mình đồng hóa mình với con rồng là mình là ngon nhất cả. Và đó là cái lý do tại sao đó các vị hoàng đế đó đều có cái ngã rất lớn.
họ nghĩ rằng là họ nhất rồi. Nhưng mà Đức Phật nói, con rồng á, là chỉ là cái phần siêu lý trí thôi, cái phần thiên định thôi, một cái phần đó thôi, đâu cả như đâu. Phải là phục tùng cái chân tâm. Chị coi cái hình này lại nè, cái hình này lại chị thấy đó. Cái thiền định đó, nó đạt tới cái siêu lý trí, nhưng mà cái tâm thức chân tâm đó là nó bao trùm tất cả. Vì chân tâm là cái ánh sáng, mà ba cái phần đó là cái bóng tối. Tức là cái tâm thức của mình đó, nếu mà chia làm ba phần như vậy, còn cái chân tâm đó là nằm đây nè. Cái chân tâm là nằm, là nó là bao trùm cả ba cái phần. Cái này là phi lý trí, cái này là siêu lý trí, và cái này là lý trí. Cho nên con rồng nằm đây thôi, đâu có cái gì đâu. Con rồng đâu có phải là cái gì mà vĩ đại đâu. Đó là cái ý nghĩa là thiên long bạc bộ đó, là điều là phải phục tùng Đức Phật, phục tùng cái giác ngộ. Đấy. Vậy con hỏi xem một câu nữa, không liên quan. Trong cái hình đó thì cái tâm bồ đề nằm chỗ nào thầy? Tâm bồ đề cái là hình cái của thầy mới vẽ đó. Tâm hướng bồ đề là cái tâm hướng là làm sao mà từ bên đây này mà mình nhận tri được cái chân tâm. Tâm bồ đề là cái hạt giống đó mà nở ra cái chân tâm. Từ cái này là gọi là cái tâm bồ đề. Tâm bồ đề nó là nằm ở trong tất cả cái chỗ mà mình gọi là chỗ nào cái tâm thức nào mà hướng về cái chân tâm thì đó là tâm bồ đề. Cho nên cái hạt giống bồ đề là cái hạt giống mà thanh tịnh, cái hạt giống mà nó sáng, nó không có phải là bóng tối. Thì dù như cái lý trí cũng là cái bóng tối. Cái gì đây này, cái này là có cái ngã. Tất cả cái này đây là cái vòng tròn của cái ngã. Còn cái tấm bồ đề nó không thuộc về cái ngã, nhưng mà nó từ trong cái ngã đó để mà nó nhận ra cái chân tâm. Cho nên tấm bồ đề là nó thuộc về chân tâm. Tấm bồ đề là cái tâm hưởng, cái xu hưởng mà phát triển ra cái chân tâm. Đó. Cho nên cái tấm bồ đề nó không thuộc về cái ngã. Mà cái ngã thì có lý trí, có siêu lý trí, có phi lý trí. Rồi, nói như thế thì mình rõ ràng. Nhưng mà thầy nói về cái con rồng đó, là thầy nói là cái đặc tả của con rồng nó hay vô cùng, là bởi vì đó nó gợi lên cái sức mạnh, nó gợi lên cái sự vùng vậy mà mình gọi là mạnh mẽ tự tại vô cùng. Nhưng mà mạnh mẽ tự tại kiểu nào thì cũng chỉ là cái ngã thôi, chứ chưa phải là cái sự giải thoát tuyệt đối. Cũng chỉ là sự tự tại thôi, nhưng mà vẫn chưa là thiền định. Chưa phải, vẫn còn cái ngã, vẫn chưa ra khỏi cái ngã, chưa phải vô ngã đấy. Cho nên con rồng mới đi hầu Phật chứ. Chứ còn nếu không thì con rồng, mình đi hầu con rồng rồi. Cho nên đó là một cái làm cho thầy cảm thấy là cả ông vua đó, mấy ông vua ông nào cũng nói tôi là ngon lành lắm. Nhưng mà rồi tại đó là ông vua, ông nghĩ ông là con rồng thì ông cũng đi hầu Phật thôi. Cảm ơn thầy. Và kính thưa quý vị, xin mời quý vị vào trang nhà từ bi phụng sự app.com download app xuống để mà theo dõi được những bài giảng của thầy trong quá khứ. Cảm ơn quý vị và xin quý vị đừng rời chương trình. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý vị.